Tại Hà Nội, khối thi đua các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức liên hiệp tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khối trưởng khối thi đua, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, khối phó khối thi đua. Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị thành viên trong khối tiếp tục có sự đổi mới về tổ chức hoạt động, phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Bắc Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, các phong trào thủ tướng chính phủ phát động như phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở tiếp tục được triển khai có hiệu quả với nội dung phong phú. Các đơn vị trong khối đã đăng ký ủng hộ 2.449 căn nhà tình nghĩa trị giá 124,1 tỷ đồng, hưởng ứng lời kêu gọi của đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tại lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh điện biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng điện biên phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954 mùng 7 tháng 5 năm 2024 trong 6 tháng cuối năm 2023 khối sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc tăng cường tuyên truyền tổ chức học tập thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và các nghị quyết của trung ương đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện trọng đại của đất nước và các tổ chức thành viên chú trọng nâng cao chất lượng giám sát và hoạt động phản biện xã hội tăng cường tiếp xúc lắng nghe ý kiến nguyện vọng của hội viên và nhân dân để phản ánh kiến nghị kịp thời với đảng và nhà nước trong khuôn khổ hội nghị Lãnh đạo khối thi đua 2 đã trao cờ thi đua xuất sắc năm 2022 cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hai đơn vị là Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.